Chiều ngày 24 tháng 5, một buổi lễ nhỏ được chính quyền thành phố Fortress và tiểu bang Virginia tổ chức ngay cổng chính của Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC. Buổi lễ đánh dấu cột mốc ghi nhận Eden là một địa điểm lịch sử của tiểu bang, nơi ghi dấu việc cộng đồng gốc Việt di cư tới vùng đất này sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng thời vinh danh cộng đồng người Việt sau gần nửa thế kỷ sinh sống và phát triển tại đây, đã có những đóng góp không nhỏ cho kinh tế địa phương và cho sự đa dạng về văn hóa tại khu vực phía Bắc tiểu bang Virginia, nơi giáp danh với thủ đô Hoa Kỳ. Tôi đã tới tiểu bang Virginia này từ ngày 1 tháng 7 năm 1975, và từ đó tới nay hơn 47 năm chúng tôi đã ở vùng này và nhìn những cái sự mà vươn lên của cộng đồng người Việt của chúng ta cho tới ngày hôm nay là chúng tôi rất hãnh diện là cộng đồng của chúng ta đã vượt qua tất cả những cái khó khăn để mà vươn lên được cho tới ngày hôm nay. Và cái sự kiện mà tiểu bang Virginia công nhận sự đóng góp của người Việt của chúng ta trong tiểu bang này là một cái niềm hãnh diện mà tất cả người Việt chúng ta đều phải trân trọng và hãnh diện. Chúng tôi rất là vui mừng ngày một mai đây có nỗ lực đổi tên cái chặng đường này Wilson Boulevard thành là Sài Gòn Boulevard. Tôi không biết đến bao giờ để thành tựu, giống như cái nỗ lực để có ngày hôm nay cũng không phải là ngắn. Vì thế cho nên chúng tôi vẫn giữ cái hy vọng, không phải là chỉ cái tên người ta cho mình, nhưng mà chính mình phải bỏ công sức để mà tạo dựng được. Eden từ lâu được biết tới là một trung tâm thương mại sầm uất của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Ngoài những nhà hàng và cửa tiệm mua bán thức ăn và hàng hóa Việt Nam, Eden cũng là một trung tâm văn hóa của cộng đồng gốc Việt, với rất nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ và nhiều sự kiện khác nhau được tổ chức quanh năm ở đây. Vì thế mà Eden cũng là một điểm đến thu hút du khách mỗi khi họ có dịp đặt chân tới khu vực thủ đô nước Mỹ. Việc đặt cột mốc lịch sử ghi nhận những đóng góp của cộng đồng di dân gốc Việt ngay bên ngoài Eden, theo chính quyền thành phố Fortress, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương. Cộng đồng người Việt là một cộng đồng tuyệt vời. Đây là một cộng đồng yêu nước và rất giàu truyền thống văn hóa. Họ đặt chân tới Mỹ trong hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng bằng sự kiên nhẫn và chăm chỉ, họ đã hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Họ đã gây dựng các cơ sở kinh doanh ở đây và rất thành công. Tất cả những nỗ lực của họ đã đóng góp rất nhiều cho thành phố Fortress và tiểu bang Virginia. Vì thế, thật vinh dự khi tôi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Hiện có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ, phần lớn tập trung tại quận Fairfax thuộc Bắc Virginia. Cộng đồng người gốc Việt là một trong ba cộng đồng lớn trong vùng, bên cạnh cộng đồng người gốc Hoa và người gốc Hàn Quốc. Qua hàng chục năm sinh sống và phát triển tại đây, cộng đồng người Việt đã quảng bá sâu rộng văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới với mọi sắc dân khác trong khu vực. Ẩm thực Việt Nam và các sinh hoạt văn hóa khác nhau của người Việt, đặc biệt là truyền thống đón Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, thường được các sắc dân trong vùng nhiệt tình hưởng ứng.